Các anh chị và các bạn nha, chiều hôm nay Huy sẽ hướng dẫn cho các anh chị và các bạn lắp ráp cái hồ có đường kính hồ hình vuông nhưng mà bo góc 7m 7m, tức là nó khoảng hơn 50 mét khối nước, khoảng 60 mét khối nước, để cho các anh chị biết được rằng để chúng ta gieo tôm trong cái hồ này ha. Chúng ta chỉ cần một cái khoảng diện tích đất là 7m 7m thì chúng ta có thể là làm được rồi ha. Và đây là lắp ráp theo từng khung một này các anh chị ha. Đấy, lắp ráp này, đang lắp ráp đây. Từ từ Huy sẽ quay từng bước cho các anh chị. Đấy, đầu tiên là chúng ta sẽ có những cái nguyên liệu như sau. Đó, là một cái cây ngang thế này. Sau khi chúng ta có cây ngang rồi thì chúng ta nối lại cái khúc bo gốc bằng được con ốc thôi. Đấy, khúc bo gốc, khúc này khúc bo gốc ha. Khúc bo gốc. Đây, khúc bo gốc. Được nối lại với nhau. Và khúc bo gốc người ta đã làm sẵn cho các anh chị thấy rồi nè. Đây, khúc bo gốc này ha, khúc bo gốc này. Đây, rất là cụ thể rồi. Và đây là cây thanh đứng. Cây thanh đứng đây 1m2 phải không ta? À, 1m5 đúng không? Rồi, cây thanh đứng này là 1m5 các bạn nha. Đấy. Và gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ha. Có 7 cây ấy. Và có cây sắt hộp ở trên nữa không? Có sắt hộp ở trên á. Và mấy cái ống vuông đó là ống tròn là ống gì? Ống tròn đây là ống gì? Đấy. Đầy đủ ha. Và cái sắt hộp vuông này là dùng để ở trên cùng ha, thanh trên cùng. Thì ha. Và cái khúc dưới cùng này là chúng ta chôn dưới đất. Chôn dưới đất nha. Còn khúc này chôn dưới đất. Và chúng ta dùng cái cùng bên này vặn lại thôi, rất là đơn giản. Đó, chỉ cần hai công nhân là có thể làm được rồi. Đó, chúng ta có 7 lớp ống. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lớp ống. Và trên cùng là cái sắt hộp ha. Trên cùng là cái sắt hộp. Lắp ngược lại mới đúng. Ok. Chào các anh chị nha. Rồi, sau khi đã một tiếng đồng hồ lắp ráp thì giờ cái khung nó đã hoàn thành. Thì một số những cái chú ý khi mà chúng ta lắp ráp như sau. Khi mà chúng ta lắp ráp cái hồ hình vuông đường kính là 7m 7m, nó không phải là đường kính mà là chiều ngang chiều rộng là bằng nhau, gì nó hình vuông 7m 7m, thì khi chúng ta ráp thì chúng ta chú ý là ráp ở trên này trước ha, ráp cái dãy trên này trước. Sau khi chúng ta đã kết nối những cái khúc nối với nhau rồi, nó khúc ống nối với nhau rồi, thì cái khung này là ống thép của nó là 3.4 ly, độ dày của nó 1.4 ly và ống mạ kẽm ha. Sau khi cho kết nối xong một cái vòng đầu tiên thì chúng ta bắt đầu ráp đứng cái vòng đầu tiên trước, dựng đứng lên. Sau đó chúng ta mới ráp cái vòng thứ hai, vòng thứ ba, vòng thứ tư, 5, 6, 7. Và khi chúng ta ráp những cái vòng này với nhau thì chúng ta để ý rằng là cái góc co này nè, nó phải thẳng đứng một hàng từ trên xuống dưới thì nó sẽ không bị lệch. Đấy, đây là cách lắp ráp. Và cái hồ này thì sau khi đã làm thì độ cao của nó là khoảng 1.5 m các anh chị nha. Chúng ta đây, chú lấy một cái ống vuông nữa. Và nó còn một cái khoảng trống ở trên đây thì chúng ta sẽ ráp cái ống sắt hộp trên đây. Và ống sắt hộp trên này sẽ giúp cho lật ơi, ráp cái khúc sắt hộp nữa em. Nó có một cái ống hộp ở trên nữa thì cái hộp này sẽ được cặp sát vào bên trong ha. Đó, để mà chúng ta lót bạc nó không bị rách bạc. Đó, thì đó là cái đầy đủ của nó như thế này. Các anh chị nhìn thấy. Độ cao của nó là 1m5 ha. Thì tổng cái lượng nước nó khoảng cỡ là gần 80 mét khối nước. Đó, như vậy là chúng ta gieo có thể là từ 300.000 cho đến là 450.000 con tôm. Đấy, trong cái hồ này. Và khi mà chúng ta gieo như vậy nó có một cái lợi ích là 15 16 ngày chúng ta đưa ra ao đất, hoặc là thậm chí chúng ta gieo ao bạc để nuôi trong ao bạc cũng rất thành công. Và rất là tiết kiệm đất các anh chị ha. Tại vì nó là hình vuông mà bị được bo góc đây rồi. Đó, hình vuông mà được bo góc. Cho nên rất là tốt, tiết kiệm diện tích đất và độ chịu lực rất cao ở cái hồ này. Rồi xin báo các anh chị như vậy. Và giá của cái hồ này thì nó khoảng cỡ 13 triệu ha, chưa bao gồm phí vận chuyển. Còn lắp ráp thì các anh chị tự lắp ráp, nó cũng rất đơn giản như vậy thôi. Rồi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị.